hôm nay là thứ bảy, đi vòng ba. Nhạc lên là em nhảy, em sexy sexy bài ba. Mỗi hôm qua còn đang trên phường, nhưng mà em mà anh thấy thương. Tích 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 có thích về nhà lúc 5 giờ. Cả ngày chỉ nhìn vào sách vở. Có không thích bà ta về nhà, nhưng không làm thì bị nhắc nhở. Có thích xem phim là hình, nhưng mà sao giờ mới có. Anh là cơn mơ, nó chỉ là giấc mơ. Trong người anh nói anh thích Baker, nhưng anh phải biết em còn bé hơn khi đã lên năm. Anh ngẩn ngơ cơn mơ, đó chỉ là giấc mơ. Anh ngẩn ngơ cơn mơ như đang ngất ngây trong giấc mơ. Tự ngọt ngào em dịu đắm chìm, phút trong vết tương tư gieo nên thơ. Không chịu đâu, mọi người coi video mình mà mọi người không follow với team hết à. Buồn ghê vậy đó hò. Follow nha.